Thiện hiện nên biết, tuy chẳng phải lìa pháp hay là được lìa pháp mà đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, chẳng phải không y trì bát nhã ba la mật đa sâu xa mà đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế nên các đại bồ tát đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì phải nên siêng năng tu học bát nhã ba la mật đa sâu xa. Cụ thọ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, sự thực hành nghĩa thú của các đại bồ tát rất là sâu xa. Phật bảo thiện hiện: Đúng như vậy, đúng như vậy, sự thực hành nghĩa thú của các đại bồ tát rất là sâu xa. Thiện hiện nên biết, các đại bồ tát thường làm việc khó làm, tuy thực hành nghĩa thú sâu xa như vậy, nhưng đối với pháp của địa vị thanh văn độc giác có thể không chứng đắc. Bấy giờ thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, như con hiểu nghĩa Phật dạy, việc làm của các đại bồ tát không khó, đúng ra không nên nói những vị đó thường làm được việc khó làm. Vì sao? Vì sự chứng nghĩa thú của các đại bồ tát hoàn toàn bất khả đắc, sự chứng đắc bát nhã ba la mật đa cũng bất khả đắc, pháp chứng, người chứng, nơi chốn chứng, thời gian chứng cũng bất khả đắc. Kính bạch Thế Tôn, nếu đại bồ tát nào nghe lời như vậy, tâm không chìm đắm, cũng không lo buồn ăn năn, không kinh không sợ, thì chính là hành bát nhã ba la mật đa. Kính bạch Thế Tôn, khi đại bồ tát này thực hành như thế, chẳng thấy các tướng, chẳng thấy ta hành, chẳng thấy chẳng hành, chẳng thấy bát nhã ba la mật đa là sự tu hành của ta, chẳng thấy quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề là sự chứng đắc của ta, cũng chẳng thấy nơi chốn chứng, thời gian chứng, vân vân. Kính bạch Thế Tôn, đại bồ tát này đối với việc như vậy cũng không thấy, thì tức là hành bát nhã ba la mật đa liền gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Kính bạch Thế Tôn, đại bồ tát này đối với việc như vậy cũng chẳng thấy, thì tức là hành bát nhã ba la mật đa liền xa lìa địa vị thanh văn độc giác, vân vân. Kính bạch Thế Tôn, đại bồ tát này đối với việc như vậy cũng không phân biệt, tuy thực hành bát nhã ba la mật đa, nhưng không nghĩ ta hành bát nhã ba la mật đa gần gũi quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, xa lìa địa vị thanh văn độc giác, vân vân. Kính bạch Thế Tôn, ví như hư không không nghĩ ta cách việc kia hoặc xa hoặc gần. Vì sao? Vì hư không không di động, cũng không phân biệt. Vì không phân biệt nên các đại bồ tát cũng như vậy, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nghĩ ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt vậy. Kính bạch Thế Tôn, ví như người được biến hóa, chẳng nghĩ chất biến hóa, thầy biến hóa cách ta gần, những người bàng quan vân vân cách ta xa. Vì sao? Vì người được biến hóa ra không phân biệt vậy. Các đại bồ tát cũng như vậy, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nghĩ ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả pháp vậy. Kính bạch Thế Tôn, ví như bóng hình, không nghĩ ta với bóng hình kia đang cách ta gần, các pháp gương nước vân vân cách xa ta. Vì sao? Vì bóng hình hiện ra không phân biệt vậy. Các đại bồ tát cũng như vậy, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, không nghĩ thế này ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp không phân biệt vậy. Kính bạch Thế Tôn, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với tất cả pháp không ưa không ghét. Vì sao? Vì Như Lai đã đoạn trừ tất cả sự ưa ghét phân biệt vậy. Các đại bồ tát cũng như vậy, thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nên đối với tất cả pháp không ưa không ghét. Vì sao? Vì giống như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đắc bát nhã ba la mật đa, đoạn trừ hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt nên đối với các pháp không ưa không ghét, các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa ngăn chặn hẳn tất cả vọng tưởng phân biệt nên đối với các pháp không ưa không ghét. Kính bạch Thế Tôn, như những người do các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác hóa hiện ra, không nghĩ ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì những người được hóa hiện ra đó không phân biệt vậy. Các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy, không nghĩ ta xa địa vị thanh văn độc giác, ta gần quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả vậy. Kính bạch Thế Tôn, như các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác muốn tạo ra hóa nhân và sai bảo những người được hóa hiện ra đó làm những việc kia,
Như những người được biến hóa không nghĩ ta thường làm ra sự nghiệp như vậy. Vì sao? Vì những người được biến hóa đó không phân biệt đối với sự nghiệp đã tạo vậy. Các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy. Vì có sự việc cần phải làm nên siêng năng tu học. Tu học xong, tùy thành tựu sự nghiệp đã tạo, nhưng không có sự phân biệt đối với việc đã làm. Vì sao? Vì bát nhã ba la mật đa sâu xa không phân biệt đối với tất cả pháp vậy. Kính bạch Thế Tôn, ví như có người thợ khéo hoặc học trò của ông ta, vì có việc cần làm nên tạo ra người hoặc nam hoặc nữ hoặc voi ngựa vân vân bằng máy. Các máy móc này tuy có hành động, nhưng đối với việc làm đó hoàn toàn không phân biệt. Vì sao? Vì pháp của máy móc là như vậy, không phân biệt vậy. Các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng như vậy. Có việc cần làm nên phải làm. Làm xong tùy thành tựu các sự nghiệp khác nhau, nhưng đối với sự việc ấy hoàn toàn không phân biệt. Vì sao? Vì pháp bát nhã ba la mật đa sâu xa là như vậy, không phân biệt đối với các pháp vậy.